Rồi ok, chào tất cả bạn, chào mừng các bạn đã đến với video sâu ạc ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay mình sẽ sâu bạn vài con ạc mà mình mới nhập được. Nói chung là ạc ngon bổ rẻ. Đấy, tiêu chí mình luôn thả vậy. Ok, thì đầu video mình muốn nói là các bạn nào cần mua ạc hoặc bán ạc cho mình, liên hệ qua Zalo 0166 440 2943. Nếu mua ạc thì nhớ cái mã số mà các bạn muốn mua. Còn bán ạc thì cứ sâu ạc ra và ấn chữ kết bạn với mình nhá. Đấy. Ok, thì thôi thì mình sâu luôn nhá. Tiếp theo là con nạc mã số 197, xếp vào 2. Con nạc này có bông tai nhá. Đấy, là mặt trái đất. Tên nhân vật là trái đất Jin 2K. Sức mạnh 1 tỷ 5 này. Nhiệm vụ tiêu diệt số 4 này. Đồ thì không có đồ gì. Đấy, đồ vớ vẩn thôi. Đấy, có cải trang Android 15 này. Thú cưỡi VIP này, bông tai này. Skin thì của 1 tỷ thế là cũng khá là hợp lý rồi. Cao Ken Thái Dương. Đấy. Như hình nhá. Là một bang chủ ở PTK, nói chung khá là oai rồi. Đấy, hiện tại dư 61 ngọc. Đệ thì là skin là Cao Ken à nhỉ. Kame 7 và Cao Ken 1 nhá. Đấy, đó là cái mã số 197 xe và 2, giá đó là 350k cạc nhá. 350k thôi, rất là rẻ luôn. Ok. Ok. Tiếp theo là con nạc mã số bao nhiêu nhỉ? Tiếp theo là con nạc mã số 198 xe và 3. Đấy, là mạc Lamex, sức mạnh 109 triệu. Đây đồ thì như hình có bông tai này. Đấy, nói chung là cũng đấy, chỉ số thì của 100 triệu thế cũng khá là hợp lý rồi. Đấy, skin như hình nhá, để chứng 1. Đấy, đệ thì là đệ 12 triệu sức mạnh. Đấy, nói chung là chắc cũng kéo được doanh trại đấy. Con này có bông tai này, có đệ ấy, nói chung là cũng rất là ok rồi. Con này mã số 198 xe 3, giá là 250k cạc nhá. 250k cạc thôi, rất là rẻ luôn. Theo anh em mình lên ấy thẻ cào rất rẻ hay là cà nhỉ? Cà thì nói chung là nạp vào thẻ cào rất rẻ nó bị trừ phí đấy. Nên nhiều thanh niên nói mình đắt nhưng mà không đắt đâu. Đấy. Rồi ok, tiếp theo con nặng mã số 199 xeo vào 1. Đấy. Đây, con nặng này 48 triệu sức mạnh. Nhiệm vụ tiêu diệt 2 vòng đại hội phẫu thuật, có cải trang Dracon. Đấy, cải trang Android 13. Thế thôi. Skin như hình nhá. Có khỉ 3 này, tái tạo năng lượng 3. Đấy. Đệ 3 triệu sức mạnh. Thôi con nặng này mình bán với giá 100k. 100k thôi anh em ạ. Mã số 199 xe 1 giá 100k nhé. Con nạc này có cải trang da côn hơn 2.000 ngọc rồi. Giá này quá là rẻ luôn. Đấy, không còn cái nào rẻ hơn nữa đâu anh em ạ. Đừng có chê. Đấy, nhìn to vãi chưởng, đẹp nữa chứ. Ok. Ok, tiếp theo mã số 200 xe 2 nhé. Đấy, con nạc này mã số 200 xe 2. Là mạc xay ra 2 tỷ 6 sức mạnh, hiện tại còn dư 1 triệu vàng và 15 ngọc. Đấy, đồ thì như hình nhá. Đấy, có đồ 10% phản này cũng khá được. Đồ cái ô có bông tai này, hợp thể cho ngầu là hiện tại vẫn còn rất là nhiều đậu nữa để cho anh em úp có 4S nhá. Đấy, skin thì của 2 tỷ nói chung là cũng được. Đấy, khỉ 7 nhá, quýt 64. Bang thì PC của một bang bóng đệ ma bư. Đấy, đẹp vãi chưởng đệ ma bư nha anh em nhá. Đặt này đệ ma bư này cho anh em xem cái đệ ma bư này. Đấy, đẹp chưa? Đấy. Con nạc này mã số 200 xe vào 2, giá đó là 300k cạc nhá. Đấy, con đệ ma bư rất là đẹp luôn. Rất nhiều người thích cái con đệ này, giá 300 quá hợp lý rồi, có bông tai nữa. Bông tai đã 200 rồi, thêm con đệ nữa thì cũng được. Đấy, mua rồi mua nhá. Ok. Ok. Tiếp theo con nạc mã số 201 xe vào 1. Đấy. Là một nạc trái đất sức mạnh 3 tỷ 2. Đấy, có cả trang này. Có bông tai này, thú cưỡi cực VIP. Cả trang Android 13. Chỉ số thì HP full, sức đánh gần full. Có dịch chuyển tức thời. Đấy, rất là ok luôn. Đạt đi 47 triệu sức mạnh cũng được rồi. Con nạc mã số
201 CA1 có bông tai, giá nó là 250k nhá. 250k cả thôi, rất rẻ luôn. Shop khác phải bán phải 500 đấy, mình bán rất rẻ luôn, không còn chỗ nào rẻ hơn nữa đâu. Ok. Ok, mã số cuối cùng, mã số 202 CA1 nhá. Con này à, xay ra 2,4 tỷ sức mạnh. Đấy. Như hình thôi. Đấy, khỉ 1. Nói chung cũng được. Đệ 45 triệu sức mạnh. Con này mã số 202 CA1 giá là 150k cạc nhá. Rất rẻ luôn. Ok, thì tóm lại bạn nào cần mua hàng khó bán là cho mình liên hệ qua Zalo 0166442443 nhá. Mua thì nhớ mã số, còn bán thì sâu luôn. Đấy. Nói chung là mình luôn đạt uy tín với lại đấy cho anh em. Ok. Thôi thì chắc clip mình tạm dừng đây nhá. Anh em thấy hay thì đừng quên lại bỏ lại một like, một comment, subscribe kênh để cập nhật những video sâu học mới nhất nhá. Ok, bye anh em. Cảm ơn em rất nhiều.